Còn bây giờ thì em sẽ cùng các bác trên tay một chiếc của Seiko các bác nhé. Chiếc này bên em có mã là 2639. Đây là chiếc Seiko Prospect Alpinist SBDC 145. Chiếc SBDC 145 này nó là dòng đồng hồ của năm 2022 và đây là lần đầu tiên con lâm về được chiếc này. Có một chiếc thôi. Và em sẽ cùng các bác trên tay chiếc này Dòng này nó là tái hiện của Alpinist thế hệ đầu tiên 1959 của Seiko Nhưng mà dòng này thì nó đã được Seiko cải tiến với bộ máy Và những cái nâng cấp của công nghệ ngày nay Nó đã bỏ xa cái công nghệ của những năm 1959 Lâu lắm rồi, bây giờ là 2022 rồi, 6-70 năm rồi Thì nó tiên tiến ở những cái gì Thì em sẽ cùng các bác... Bóc hộp và trên tay chiếc SBDC 145 này nhé. Trước này chúng ta sẽ có một uh, cái hộp bên ngoài và hộp bên trong, bên kèm đi kèm là một quyển hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy 6R35. Đây hướng dẫn sử dụng, các bác có thể đọc quyển hướng dẫn sử dụng này. Và đây là hướng dẫn bảo hành quốc tế cho chiếc đồng hồ này. Ở đây là thẻ bảo hành quốc tế của Seiko. À, với các cái địa chỉ bảo hành quốc tế trên toàn thế giới của Seiko các bác nhé. Cái dòng này của Seiko nó chống nước 200 m nước và họ sử dụng cái núm kiểu núm vặn. Thì khi sử dụng là chúng ta sẽ phải vặn núm ra. Đó, các bác có thể lên cót cho nó vài vòng. Và dùng xong thì anh em lưu ý là phải vặn cái núm này vào không là nó nước nó vào. Hay quên, nhiều khi chúng ta quên chúng ta không vặn vào là nó nước nó vào nó hỏng mất. rất đẹp chiếc này màu trắng ngà màu vàng ngà tại sao lúc nãy lại bảo chiếc này nó bỏ ra công nghệ của những năm 1959 bởi vì những năm 1959 là cái thời sơ khai của Seiko họ mới sản xuất ra đồng hồ cơ còn bây giờ thì nó đã qua bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi Seiko nó đã cương cấp nâng cấp lên và họ đã đạt được những cái bước tiến rất là lớn và bây giờ đeo đồng hồ dòng này nó cực kỳ là phê Chúng ta đi nước mà không cần lo lắng bởi vì đồng hồ này nó chống nước lên tới 200 mét nước. Chúng ta không sợ xước bởi nó trang bị kính sapphire nguyên khối. Chúng ta không sợ để 1, 2, 3 ngày không đeo nó chết máy nữa mà bởi vì nó đã có khả năng tích chữ cót lên tới 70 tiếng. Bên cạnh đó là chất liệu thép để chế tạo dây máy và để đúc ra bộ thân vỏ thép nguyên khối cùng với lại bộ dây. Cũng đã được Seiko nâng cấp bằng thép chuyên dụng chế tạo đồng hồ của Seiko. Vậy đi vào chi tiết của chiếc này SBDC 145 này nó có cái gì thì xin mời các bác cùng em trên tay dòng này. Chúng ta sẽ có mã của nó là Seco Prospect Alpinis SBDC 145. Và dòng này thì nó sẽ dành cho anh em có cổ tay vừa và cổ tay nhỏ. Sai đường kính của chiếc này là 3832 3,2 mm này các bác ạ. Dày của nó là 13,1 mm lắc tu lắc là 46,2 với size 38 này thì nó sẽ phù hợp với lại những anh em có cổ tay 15.5 trở lên là chúng ta đeo rất đẹp cổ tay vừa và cổ tay nhỏ tức là 15.5 16 16.5 17 là chúng ta đeo rất tuyệt vời size 38 trước này nó nặng khoảng 146 g anh em nhé dòng này nó được trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa Năm 1959 là Seiko sản xuất chiếc Alpinist đầu tiên Để đáp ứng những cái nhu cầu của những người leo núi Đam mê thể thao leo núi Ở Nhật là ở cái tỉnh Nagano nó có một cái dãy núi gọi là dãy núi Anpo Ở Nhật cũng có dãy núi Anpo rồi các bạn Ở tỉnh Nagano Thì dân Nhật họ hay vào mùa hè họ hay lên đấy họ leo núi Và mùa đông thì hay lên đấy để trượt tuyết Thì những chiếc Alpinist họ đầu tiên là để phục vụ dân Nhật đã, nội địa đã sau đó là họ mới thành công và họ xuất khẩu đi nước ngoài Thì ban đầu thì họ sản xuất ra để phục vụ những người leo núi trong nội địa Tức là chinh phục cái ngọn núi Alper của tỉnh Nagano ở Nhật Hồi đấy là nó ra đời nó trong tài liệu của Seiko Nó có tên là Seiko Loren anpinis năm 1959 Đánh dấu cái sự gia nhập của Seiko vào lĩnh vực đồng hồ thể thao Và sau đó thì là từng chiếc từng chiếc được sản xuất qua gần đấy năm 70 năm đến bây giờ nó đã đánh dấu một cái chặng đường dẫn đến sự phát triển với nhiều loại đồng hồ của Seiko và cái mà các bác đang cùng em trên tay đây là cái gọi là thành tựu tinh túy nhất của Seiko chắc lọc trong suốt mấy chục năm sản xuất dòng Alpinist leo núi cho người leo núi ở Nhật họ vẫn không thay đổi cái đặc điểm cốt lõi của cái dòng đồng hồ Alpinist năm 1959 khi mà thiết kế nó vẫn là một cái kim hình tam giác một bộ cọc số đơn giản ba kim một lịch vẫn theo cái nguyên bản năm 1959. Tuy nhiên thì nó đã được cải tiến rất nhiều về bộ máy so với lại chiếc Anpinis năm 1959 đầu tiên. Trên phiên bản gốc năm 1959 nó cũng sử dụng các cái cọc số có kích thước lớn và hình tam giác như thế này và được uh, phủ một lớp dạ quang tương đối nhiều nhưng mà trên cái dòng này thì bây giờ cái phủ dạ quang thì nó cũng đã được sử dụng cái loại dạ quang hiện đại nhất hiện nay đó là lumibrite là một loại dạ công tiên tiến dạ quang tiên tiến nhất của seiko hiện nay chúng ta có thể thấy được dạ quang của của chiếc này nó cũng cực kỳ là sáng khi mà chúng ta dùng trong buổi tối rất là sáng để chúng ta có thể dễ nhìn giờ các bác có thể thấy dạ quang nó được trang bị trên kim giờ trên kim phút trên kim giây và trên 12 bộ cọc số là các bác sẽ thấy là dạ quang tương đối sáng. Đây để em quay gần cho các bác có thể quan sát. Đó. Rất sáng luôn. Đây là vào buổi tối này. Các bác sẽ thấy dạ quang của nó này. Dạ quang Lumibrite. Rất sáng luôn. Cái này là em đang còn đang để điện chưa tắt đi đó. chiếc này được Seiko họ trang bị kính sapphire nguyên khối cong và bên cạnh đó là được phủ chống lóa ở mặt trong đặc trưng của dòng đồng hồ anpinis năm 1959 nguyên bản về mặt đeo của chiếc này chúng ta có mặt đeo màu vàng ngà các bác nhé rất đẹp cái màu này thì nhìn thoạt nhìn đầu tiên nó có vẻ gì đấy nó không có cái gì thu hú, hút cả nhưng mà khi mà chúng ta càng nhìn kỹ thì chúng ta lại càng thấy nó có cái gì đấy nó rất là rất là cuốn nó không quá là khoa trương nó không có bắt mắt nhưng mà nó lại có một cái gì đấy trầm trầm nên là bác nào mà thích cái kiểu vẻ đẹp như vậy thì có thể nghiên cứu trước này bên cạnh đó là thiết kế cực kỳ đơn giản với ba kim và một lịch sẽ có kim giờ kim phút kim giây được làm hình lưỡi kiếm vắt cạnh sang hai bên và phủ lớp dạ quang tương đối dày có lịch ngày ở góc 3 giờ chứ logo của prospect chứ automatic 20 23 japan 635 Seiko ở chiếc góc 12 giờ. Rất đơn giản. Caliber của chiếc này chúng ta sẽ có caliber 6R35A, 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 70 giờ tích cót. Sau này thì nó có đầy đủ các chức năng phụ, có hỗ trợ cót tay, có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ với độ sai số cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày thôi. Jidomaki Temakitsuki là tự động có cót tay này. Biosin là rừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Sadai Makiage Jiyaku Nanajiu là thời gian tích chữ cót lớn nhất là 70 tiếng. Sekisu ở đây là 24, tức là 24 chân kính, 21.600 tần số dao động. Và đây là phiên bản Made in Japan dành cho nội địa Nhật và nó toàn bằng tiếng Nhật thôi. Đây là SBDC 145. Trước này nó được trang bị công nghệ chống nước là 20 Nijiu là chống nước 200m nước này cam bự sapphire gara sự là kính sapphire cong chúng ta sẽ thấy là nó hơi cong vòng lên một chút đấy và được phủ chống lóa mặt trong sbdc 145 là mã của chiếc này với giá bán lẻ mong muốn của nhà sản xuất là 82.500 yên đã có thuế tức là nó sẽ khoảng tầm 17 18 triệu tại Nhật à, mặt sau thì nó cũng đầy đủ các thông số để chúng ta có thể xem ở đây là sử dụng bộ máy 6R35 01M0 Made in Japan. Này. Water resistant chống nước 200m nước, top sapphire crystal. 192616 là số serial number của chiếc này. Sử dụng bộ máy 6R35A 24 chân kính. Và vẫn còn siêu nylon ở mặt sau, hàng mới mà chưa qua sử dụng. Chiếc này khá là đẹp. Về phần vỏ phần dây đều được uh, Seiko sử dụng công nghệ sử dụng thép SUS316 với khả năng chống sức giam chống ăn mòn axit với độ hoàn thiện các bác có thể thấy là cực kỳ cao cấp của Seiko và được hoàn thiện phay xước khóa này khóa bấm có logo của Seiko em sẽ đeo thử chiếc này trên tay 16.5 để các bác cùng ướm nói chung là tay 16.5 em mà đeo cái dòng 3839 này thì nó là chuẩn luôn chuẩn đẹp rất đẹp nó không có cái gì đấy, nó không không khoa trương nhưng mà nó lại rất là trầm, rất đẹp. Chiếc SPDC 145 này nó là 82.500 yên tương đương khoảng 18 triệu tiền Việt Nam. Và các bác có thể như chiếc này thì bên em đang săn được một chiếc có giá là 14.300. Với rất nhiều những cái tính năng cũng như là ưu điểm của chiếc này đầu tiên phải kể đến là bộ máy đó. 7 7 6R35 với 70 giờ tick code rồi đầy đủ các chức năng phụ hỗ trợ có tay dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ dạ quang thì sáng có kim giờ kim phút kim dây lại có cả lịch ngày bên cạnh đó là sapphire kính sapphire nguyên khối rồi chống nước cũng cực kỳ khủng 200 trăm mét nước nói chung là nó là một bộ máy tương đối là khủng của seco mà mức giá nó cực kỳ là hợp lý không phải lên đến 30 đến 40 triệu như đồng hồ thụy sĩ mà hàng nhật thì nó chỉ thế thôi tầm 15-18 triệu như trước này hiện tại bên em săn được một chiếc với giá là 14 triệu 300 và mã của nó là SBDC 145 các bác nhé có một năm bảo hành quốc tế và một, một kèm theo đó là một năm bảo hành của đồng hồ Quang Lâm tổng là 2 năm bảo hành bác nào quan tâm chiếc này thì hiện tại bên em đang có mỗi một chiếc thôi giá mã là 2639 và giá là 14 triệu 300